hai anh em sinh đôi, hai cơ thể dính liền, mỗi người một tính cách. Một quyết định làm thay đổi cuộc đời. Bộ phim chinh phục khán giả bởi sự góp mặt của những ngôi sao nổi tiếng điện ảnh Mỹ: Matt Damon, Chris Kinnear, Eva Mendes, cô ca sĩ nổi tiếng Cher. Phim đặc sắc, anh em sinh đôi, 21:30 thứ sáu 25 tháng 7 trên kênh 1 truyền hình Hà Nội.